Bạn hiện nay mình đang ở trên cái hợp tác xã nông nghiệp Bình Dương. Đây là một trong những hợp tác xã trồng rất là nhiều quả cây độc lạ ở Việt Nam. Sau đây chúng ta sẽ gặp chị Diệu là chủ của cái cơ sở hợp tác xã nông nghiệp Bình Dương này. Chào Diệu. Thì Diệu có thể cho biết là hiện nay mình trồng một số cái cây gì độc lạ ở cái hợp tác xã nông nghiệp này ạ? Dạ em xin kính chào anh và các bạn thân mến ạ. Thì hiện tại khu nghỉ dưỡng của em là đang có giống trà là và một số giống khác như là ở bên kia là na dứa Đài Loan ạ, và hồng xiêm rượu đỏ khổng lồ, vú sữa hoàng kim, hồng sô cô la, nói chung là nó rất là nhiều giống ạ. Thì mỗi giống em trồng ở một khu vực khác nhau và em sẽ trồng hai hẹn như bên thế này và đi theo cái dọc đường đi này, ở dưới kia là sau này sẽ là xây khu nghỉ dưỡng á. Dạ thì đây bà con nhìn thấy nè, đây là những hàng còn lại em trồng dọc theo đường đi nha. Được biết có phải cây trà là này là ở bên Trung Đông không Diệu, và mình nhập và trồng nó như thế nào ạ? Dạ đúng rồi, trà là này em nhập ở bên Trung Đông về. Thì hiện tại cái cây này em trồng được 2 năm rồi. Và cái đường kính của nó là tầm 30 rồi á. Cây này có thể cao tầm 3,5 m, là qua năm thứ 3 là cây sẽ bắt đầu ra trái nha. Và cái cây nhỏ như thế này thì đã trồng được 6 tháng rồi. 6 tháng là phát triển to như thế này. Lúc mà mình nhập về nằm trong cái cốc nhỏ anh, nó chỉ có 4-5 lá thôi. Dạ. Và khi mà mình trồng xuống đất á, một cây mà bám được rễ là phát triển rất là tốt ạ. Còn cây này bao lâu rồi? Cây này rất là to nè. Dạ, cây này cũng 2 năm rồi anh. Mà cây này nè, bây giờ nó nhảy hai cái nhánh con hai bên, anh thấy không? Khi mình mua một cây này về mình trồng, hai nhánh con này mình có thể tách ra mình trồng được hai cây nữa, giống như là người ta tách cây chuối á. Dạ là mình lời được hai cái nhánh con đó nữa à. Ủa vậy hai nhánh con này. Dạ đúng rồi, cây này bây giờ mình để thêm năm có trái, mình lấy trái xong rồi bắt đầu mình mình tách hai cái nhánh con ra mình đem đi trồng được. Dạ thì giờ mọi người có thể đi đem theo em dưới đây tham quan. Trà là nó còn ở dưới này trồng rất là nhiều ạ. Thì trồng dọc theo khu nghỉ dưỡng. Tức là dưới này là mình thấy như cái dốc đi xuống giống như là ở dưới suối, dưới ao hồ gì đúng không? Dạ đúng rồi, mình đi xuống dưới kia là sẽ có một cái suối ạ. Rất là rộng. Dạ. Mình thấy là na dứa Đài Loan rất nhiều và kế bên đây là mấy cây dứa, phải không? Rồi. Giống này là giống thơm mặt MD2. Thơm, thơm ở Nam Bộ thì cũng gọi là dứa đúng không? Dạ thường thường gọi là dứa, nhưng mà cái tên của nó mình kêu theo cái tên là thơm mặt MD2. Và cái trái của nó là to tầm 1 kg hơn một trái và nó rất là thơm. Em có thể giới thiệu rõ hơn về cái cây dứa thơm này để cho mọi người biết hơn không ạ? Dạ thì cái giống này là cái giống thơm mặt MD2 nha mọi người. Và cái trái của nó khi mà nó chín là tầm khoảng 1 kg một trái ạ. 1 kg, 1,5 kg, 2 kg cũng có hết. Nó rất là thơm và ăn nó là ngọt, ngọt lắm. Thì cái giống này hiện cũng là đang rất là hiếm rồi nha. Có nhiều người thì trồng như cái kiểu mà không có kỹ thuật, cái trái nó có tí xíu vậy. Hoặc là nó sâu ở cuối đó nè. Thì bên em trồng rất là nhiều, xen giữa cái vườn na này rất là nhiều cái giống thơm này ạ. Tức là thấy trồng xen canh, xen kẽ vào trong na dứa Đài Loan luôn. Dạ, đúng rồi. Cái này em trồng để lấy giống á. Khi mà trái nó chín xong rồi lấy cái đọt ở trên cái trái đó là đi cung cấp giống. Rồi, còn những cây đây, cây bên này, bên gì? Đây. Đây là cây vú sữa hoàng kim nha. Vú sữa hoàng kim là của Đài Loan đúng không? Dạ, đúng rồi. Vú sữa hoàng kim nó chín có trái màu vàng rất là đẹp. Cây này trồng bao lâu rồi em? Cây này trồng được 6 tháng rồi. 6 tháng rồi. Dạ. Vậy là nguyên cả cái hàng bên này là trồng hết 6 tháng rồi. Cây 6 tháng rồi. Cây này tầm 6 tháng nữa là bắt đầu có trái rồi. Vú sữa hoàng kim thì trồng 1 năm thôi là mình có trái rồi. Cây cao to. Dạ, và khu vực bên kia là sau này sẽ xây nhà nghỉ dưỡng đồ đó. Làm khu du lịch. Dạ đúng rồi. Khu du lịch trong vườn cây. Dạ. Rồi bên kia là cái ao bên nhà em móc để cho nó mát á. Thấy nước trong xanh luôn không? Cái này gọi là ở dưới kia làm lọc nước ra cho nước nó trong xanh như vậy nè. Nhìn xanh mát luôn á. Cái này
cây như vậy là chuẩn bị làm trái được rồi ạ. Ờ, cây lớn rồi. Dạ, đây là cái chỗ mà Phan em ủ để hai mục á, và là để bón cho những cây ở cái vườn này. Ồ, quá trời phân luôn. Phân chuồng phải ủ hai mục thì bỏ vô cây nó mới phát triển tốt được ạ. Các bạn kỹ sư ở đằng kia là đang tưới cái nước ủ phân á. À, mình tới để xem mấy bạn làm ủ phân để cho bà con có thể là biết nhiều hơn nè. Khoảng thời gian bao lâu nữa thì cái ý tưởng của mình hình thành cái khu du lịch sinh thái về cây trồng độc lạ và để cho những người có điều kiện, có nhu cầu đến đây nghỉ dưỡng á? Dạ thì hiện tại bây giờ anh em làm luôn cũng được. Nhưng mà tại vì những cái cây này nè, phải đợi cho nó phát triển rồi bắt đầu nó có trái, khách tới khách tham quan, thì trong dự án là 2 năm nữa là hoàn thành. Và thì là sẽ hoàn thành hết tất cả, là để cho những cái cây mà mình giới thiệu trái cho người ta, những cái cây giống luôn là nó phát triển luôn, là mình mới làm xong được cái dự án này ạ. Đây, hồng sô cô la nhỏ đang có trái. Đây, các bạn xem đó, thấy cái màu nó đẹp chưa? Màu y như là màu sô cô la, màu sô cô la. Cảm giác nè. Lần đầu ăn trái này nha. Ngon không? Ngon, tôi ăn vị rất là lạ. À, thử miếng cho. Để cho mình một miếng nha. Chứ mấy anh ăn hết đó là mình buồn lắm á nha. Mình quay phim mình không được ăn đó nghe anh Tịnh. Anh Thuận là chủ vườn là anh thường xuyên rồi. Ngon không anh Tịnh? Được không? Giống rồi, rất lạ ngọt. À, nó có cây béo bùi giống như bơ nữa. À. Nhưng mà thường cái này ăn ngon á là người ta sẽ dầm với lại sữa. Sữa tươi rồi người ta bỏ đá vô. Thì nói chung là cái cách ăn là phải ăn vậy đó. Các bạn vừa xem clip mình giới thiệu về cái khu du lịch sinh thái sau này của hợp tác xã nông nghiệp Bình Dương, sẽ trồng những cây độc lạ như là bú sữa hoàng kim, trà là Trung Đông, hồng sô cô la này, vân vân. Thì hy vọng nơi đây sẽ là một khu du lịch sinh thái mát mẻ với có nhiều mương nước rồi ao cá. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.